Hello, xin chào anh em nha. Chúng mình rất là quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay mình muốn hướng dẫn anh em cách lấy con Yu-Gi-Oh này, vua trò chơi. Đây là một con tướng sát thương đơn mục tiêu cực kỳ cao luôn. Nó gây sát thương phép 30% khiến mục tiêu bị choáng cho chỉ 2 lượt luôn. PvP cũng ổn. Miễn dịch hiệu quả không thể hành động thì lại kháng bạo tăng này. Anh em nhìn đọc skill của này còn nó ngoan không? Khi tấn công mục tiêu không có giảm bút tăng thêm 30% tỷ lệ bạo khi kích hoạt bạo gây mục tiêu thêm một lần công thường và 50% tỷ lệ gây choáng, khá là im ba đấy anh em. Mình đang trang bị ép được cho nó tầm 18.000 chiến lược này, chưa mắc nhá. Với cả mình cũng chơi sơ sơ qua thôi, nhưng mà thôi trước khi review kỹ con này thì mình hướng dẫn anh em cách lấy con này đã. Lấy con này thì cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ chơi, cực kỳ dễ trúng thưởng luôn. Mình sẽ hướng dẫn anh em đây. Đầu tiên là anh em vào cái trang nạp.liênminhsiêuquậy.vn cho mình nhé. Sau anh em đăng nhập cái tài khoản anh em chơi vào ấy. Tiếp theo thì chén thôi. Anh em sẽ vào cái trang nạp thóc. Anh em nạp xác nhận cái tài khoản của mình nha, phải đúng chọn đúng cái gói nạp thóc. Sau anh em nhìn thấy cái gói Yu-Gi-Oh không đồng ở này, ở đây này. Anh em nhìn thấy không? Đấy, xong rồi ấn vào đây. Sau ấn tiếp tục là sẽ được thôi. Cái này thì là mình nạp rồi anh em ạ, cái này mình nạp rồi nên chỉ có thể tối đa mua được một lần thôi. Mình sẽ quay lại. Ô, trong cái này của mình vẫn còn thóc anh em ơi, đúng nhỉ? Gói nạp thường là có gì đấy, gói lầy lội 7 ngày. Fan coin anh em ơi, mình còn 169 phân phân coin này chắc trả lại làm gì đâu. Phân coin chắc là mấy cái gì linh tinh lung thị văn tung thôi. Gói thần tướng là cái gói gì? Gói ưu đãi tuần. Gói ưu đãi tướng limited. Nhận Khương Tử Nha 5 sao, kim cương 620 phiếu triệu hồi cao. Để mình bật từ cái tiếng game lên cho anh em xem này. Tớ cũng có đạo lý. Xin lỗi, ta có thể xử người không? Một, hai. Hiện nay có hai con tướng mà anh em có thể nhận được miễn phí, đó chính là con Yu-Gi-Oh và con Ngao Bính này nhá. Hai con tướng 5 sao miễn phí. Con Ngao Bính thì nhận qua cái sự kiện là vote app 5 sao.
bốt áp 5 sao trên fanpage, là bốt áp 5 sao anh em gửi, gửi anh em đã bốt là anh em sẽ nhận được. Yêu nhất nên mới muốn nhanh gọn. Có những sự kiện thì chúng ta hoàn thành viễn trinh một lần, viễn trinh nhận. Tác chiến nhanh 4 lần, cống hiến bang 1 lần. Mình xin nó bang mà cháu nào cho cả. Bực. Thôi, không ai cho vào bang này. Nếu bang này mà không cho vào này. Ô, được vào luôn rồi này. Lì xì. Bang Maruru xin vào mà không cho vào, thế buồn. Chắc là chê cùi nha bạn, thế thôi. Mình là một con người đi lang thang phiêu bạc vậy. Mình là một Ronin đi phiêu bạc. Cấp lửa. Đây có các điểm điểm gui này. Sự kiện gui, bí cảnh gui, bút bang. Bút bang sẽ tổ chức từ 1 giờ cho đến 1 giờ 15. 7 rưỡi cho đến 7 giờ 45 để mở. Bang quan trọng lắm anh em nha. Ví dụ vào bang này xong ao ra được không nhỉ? Lì xì. Lì xì nhân vật. Chị lì xì cống hiến 100. Ôi à, cướp lì xì. Lì xì mất mất xiền đấy bà con ơi. Sự kiện có phụ bản này. Từ lạnh nước này. Trong quan hệ lửa lên. Hay là một đứng hẹn nước nhỉ? Xin lỗi, ta có thể xử người không? Kiếm pháp của tổ tiên, người xứng đáng có được. Qua anh đào, lại càng thích chế trời cánh hoa. Ủa, mà cha võ cho à? Võ sọ. Hủy diệt mà sinh tồn, vì sinh tồn mà hủy diệt. Ai dạ? Tim này tim lửa anh em ơi, ghê thật. Đây là đánh với bốt này, đánh bốt vui, bốt bang. Mạnh thật. Ngao bính không thể tăng được. Xin lỗi, ta có thể xử người không? Xin lỗi, ta có thể xử người không? Mình đã vào 93 mà gõ nó chẳng mất tí máu nào luôn. Trông thấy cảm giác không bị rút máu. Đúng là bốt của khác. Tìm nó 5 con lửa. Tìm lửa. Lượt khiêu chiến hôm nay còn 9 lần. Quét cả 9 lần luôn. Nhưng mà cũng là quét hết những lần quét tiếp theo là phải mất kim cương cơ. Nên thôi tiết kiệm kim cương đi. Có mở nhanh rồi, mình thích mở từng ô một, thế là xong rồi. Xong cái nhiệm vụ mà ban hàng ngày này.
Hoàn thành viễn chinh một lần, rồi nổ 15 thêm 35 điểm nữa. Tặng bạn bè thế cần phải lên level rồi anh em ơi. Chuỗi nhiệm vụ hàng ngày chưa lên được 190 điểm. Chắc phải sau mở những cái tính năng khác thì mới lên được 190 điểm nha. Mình nghĩ tầm chơi chay chắc lên được level 32 hoặc gần 33 là cùng. Một tiếng nữa có thêm một con tướng gió gì đây. Còn Rao là con tướng gió. Mình sắp thương địch hàng trước kèm trạng thái giáp sắt. Cộng dồn nhiều nhất 5 lần, công và thủ tăng, mỗi lần bị công và thủ tăng 3%, con này cho tăng được này. Tử vong có 30% tỷ lệ hồi sinh. Không còn gì chơi cả, chiêu mộ tướng các thứ ở đây tầm bảo mình làm hết rồi. Bây giờ mà quét tiếp ở đây không biết lên được level 32 hay không. Lên được level 32 mắc là anh em ngồi chơi xây nước ấy. Mình đoán trong cái tầm VIP VIP không đạt thì chắc lên được level 32 được rồi. Hoặc 3 hoặc 33. Kiếm pháp của tổ tiên, người xứng đáng có được. Là ta sẽ tỏa sáng cho ai dạng đó. Hỏa cầu lửa lớn. Ta thích hoa anh đào, lại càng thích chém trời cánh hoa. Xuất hiện đi, thần thượng cổ. Xin lỗi, ta có thể xử người không? Ai dạ, quả cầu lửa lớn. Chúng ta đi nào. Xin lỗi, ta có thể xử người không? Kiếm pháp của tổ tiên, người xứng đáng có được. Quả cầu lửa lớn. Quả cầu lửa lớn. Ui, cái này nó cần level 33 mới cho mình đánh tiếp cơ này. Thích chém trời cánh quà. Đây là level 32 nha. Ta có thể xử người quét không? Nốt. Chiến trường Liên Server. Quét nốt lần nữa là được. Không biết có lên được level 33 không, nhưng mà thấy tốn kim cương vãi cức. Mỗi ngày miễn phí 2 lượt, được mua thêm 3 lần. Xin lỗi, ta có thể xử người quyền VIP không? Ở đây có cho thêm cái gì không? Lại mở cái tính năng gì cho mình chơi này anh em này. Nitra, lấy Nitra về nghịch đi. Ba con chỉ được một tướng trợ chiến. Ồ, thế này tính là thì sao mình ít tướng quá.
Này sao nữa? Còn cái gì nữa đâu nhỉ? Càng chưa như nào nhé, không hiểu được gì luôn. Ra ngoài đi, thám hiểm bí cảnh góc tỉnh hải, tháp thí luyện phụ bản ngay. Phụ bản này mình mới quét được một lượt này. Trong chuỗi kiều tôn. Xin lỗi, ta có thể xử người không? Người đã chết rồi. Kiếm pháp của tổ tiên, người xứng đáng có được. Quả cầu lửa đó. Xuất trận nào. Kinh, càng về sau cái điểm kinh nghiệm cần lên cho tướng nó tốn nhiều với kia cơ à. Cả một chặng đường anh em nha. Chặng đường cực kỳ dài chứ không phải là dài bình thường nữa đâu. Cảm nhận sức mạnh của tự nhiên đi. Chặng đường quá dài. Ba mà đâm xong anh em lì xì thì những người chơi còn lại cũng nhận được một đống quà. Lời phết. Cái thẻ này chắc mình nghĩ tiết kiệm đi. Ở đây cần chưa mộ 79 lượt nữa thì chắc chắn sẽ nhận ra một con tướng lựa chọn, một con tướng áp ở đây. Chắc là đợi 10 lần là 2.400 kim cương. Là còn lâu mới được 79 lần nữa nha. Tiết kiệm tích vào xong nào xả thôi. Chứ mà bây giờ cứ xăm linh tinh tầm này là chưa có thua. Ngao bính. Hết rồi, không còn gì chơi cả. Rồi lấy kiếm của ta sao? Level 32 mắc rồi anh em ơi, có bị bây giờ tác chiến nhanh mới có lên được level 33 không để chơi tiếp không này. Và 100 kim cương mình thấy nó hơi chát. Chát lắm, chát chát. Chắc cứ vứt đi đã. Tính xong. 150 điểm năng động hàng ngày, nhận được thêm 100 kim cương và 5 mảnh ngẫu nhiên tướng 5 sao. Ồ. Ô có thêm 20m kinh nghiệm tướng này. Ngon. Đã mắc cấp luôn. Giảm bạo tỷ lệ bạo thủ 2%. Xong tăng cho Ngao Bính đi. Hộ vệ Long tộc. Chiến lực lên 80.000. À, ví dụ bây giờ nhá. Bây giờ muốn tăng đâu nhỉ? Thằng con tướng lên thì ở đây nó sẽ cho mình nhỉ. Yu-Gi-Oh đây. Đấy, thì sẽ cần một phút Yu-Gi-Oh này. Và bốn con tướng 5 sao khác. Đấy, anh em thấy nó khó chưa? Lên 6 sao trông thế mà hơi bị khó luôn. Cả con Ngao Bính này nữa cũng vậy. Con Ngao Bính này tính ra kiếm cũng hơi khó. Nhưng mà Ngao Bính này đi phút nhiều chưa? Phút có hai con tướng nước rồi này.
là mình muốn lên phẩm cao hơi bị khó luôn. Nên vậy thôi, có lẽ clip của mình cũng xin lại tại đây thôi. Đây là một con tướng khá là ngon đấy anh em, khá là ngon. Khả con này thiên về khả năng công nên mình nghĩ tỷ lệ bạo 2%, công 360 chắc khảm cùng này được đấy. Có thể bồi dưỡng lên này, bồi dưỡng lên cái đấy để tính sau đi. 7 sao lại mở thêm một cục ngọc nữa bên này. Bồi dưỡng lên thì nó sẽ lên được cái gì? Công lên 375 level 1, 2,02%. Tầm này thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha anh em nha. Bye bye.